Xin chào các anh chị nhà đầu tư, chào mừng các anh chị đã đến với kênh YouTube của em, kênh Công Dũng Đa Phát. Kênh của em là hỗ trợ tất cả các anh chị nhà đầu tư về chứng khoán. Thì hôm nay cũng là một ngày thứ ba, em đi làm một video ngắn để phân tích về VN Index trong phiên giao dịch ngày 8 tháng 3 và có đưa ra những cái nhận định cho phiên giao dịch ngày 9 tháng 3 sẽ có những cái kịch bản nào có thể xảy ra đối với thị trường và đối với những cái nhóm ngành cổ phiếu đã tăng nóng và những nhóm ngành cổ phiếu bất động sản ngày hôm nay bị bán rất là mạnh. Thì nếu các anh chị thấy những cái video của em đem đến cái kiến thức hữu ích để anh chị có thể đầu tư tốt hơn thì cũng mong anh chị có thể ủng hộ em bằng một nút like cũng như một phần đăng ký kênh để em có động lực làm những video tiếp theo được tốt hơn nhé. Xin cảm ơn các anh chị. Và hôm nay thì cũng là một ngày 8 tháng 3 thì em cũng có lời chúc sức khỏe đến tất cả các chị em có một sức khỏe tốt, có luôn luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng để có thể vững vàng đầu tư trên thị trường chứng khoán, gặp nhiều may mắn. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích VN Index ngày hôm nay. VN Index hôm nay đóng cửa với mức giảm là 25,34 điểm, xuống mốc 1.473 điểm. Trong đó thì có 95 mã tăng, 370 mã giảm và 34 mã tham chiếu. VN30 thì hôm nay giảm nhẹ hơn VN Index với mức giảm 18,95 điểm. Thì các anh chị có thể thấy hôm nay hầu như là thị trường đều đỏ. Tất cả các ngành cổ phiếu đều có những cái cổ phiếu nó bị ảnh hưởng do áp lực của thị trường chung. Thị trường chung đỏ điểm và tất cả nó liên đới đến tất cả các nhóm ngành. Thì hôm nay thì cũng có cái nhóm ngành ngân hàng nó không giảm mạnh. Buổi sáng thì có cái nhóm ngành chứng khoán nó tăng cũng tốt. Tuy nhiên gặp cái áp lực giảm điểm chung từ thị trường thì nó cũng đã bị mất đi rất nhiều cái sự tăng điểm của mình và nó giảm quay lại giảm chung với cả thị trường. Thì để nhìn về cái tổng thể về các cái ngành nó bị giảm thì chúng ta có thể nhìn ở cái bảng này thì nó bao quát hơn. Đấy. Ở cái bảng này thì chúng ta có thể thấy dòng ngân hàng, bất động sản, nước, khí đốt, trong cái dầu khí đấy, kim loại, sắt thép, xây dựng vật liệu, sản xuất thực phẩm, hóa chất, vận tải, bán lẻ, điện tử, thiết bị, dịch vụ tài chính. Rồi nói chung là các nhóm ngành mà nó chiếm cái vốn hóa lớn của thị trường thì hôm nay nó đều bị cái áp lực giảm điểm. Do em có thể đánh giá nó là do những cái nguyên nhân, đó là nguyên nhân chiến tranh giờ thì nó cũng đã phần nào nó nguôi ngoai rồi, nhưng nó cũng sẽ có những sự việc nó sẽ thấm vào trong cái nền tài chính, ví dụ liên quan đến Nga, Ukraine và các nước châu Âu. Cái việc thứ hai là do cái áp lực giảm điểm từ thị trường tài chính thế giới. Đây, anh chị có thể thấy thì hôm nay Dow Jones thì mất đến gần 800 điểm cơ. Bây giờ bắt đầu là cái phiên chiều của nó vào. Thì chúng ta nhìn thấy ở trên cái bảng này thì thị trường tài chính thế giới có Dow Jones là giảm nhiều nhất này. Đây, thị trường của nước này thì Mexico thì nó cũng giảm đến 1.000 điểm cơ. Thì vô hình chung thì VN Index của chúng ta cũng sẽ bị chịu những cái áp lực ngắn hạn chung với thị trường thế giới. Đấy. Chung thị trường thế giới thì chúng ta cũng không thể tránh được cái áp lực giảm điểm này vì nó xuất hiện chuyển động của tổ chức của nước ngoài. Họ luôn bán dòng liên tục từ mấy phiên nay. Luôn luôn là bán dòng cái số lượng từ 1.300 tỷ đến 1.500 tỷ. Đấy. Cái mức bán của họ bán ở trên tất cả các nhóm ngành từ sắt thép xây dựng rồi là sắt thép xây dựng bất động sản rồi là đến tài chính như là chứng khoán KBC bất động sản khu công nghiệp các thứ, họ bán rất mạnh trong những phiên gần đây. Thì theo đánh giá thì đây cũng là một cái tác động mà nó trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ bị chịu ảnh hưởng bởi những cái tin tức như vậy. Thì cái kịch bản thì em cũng ở trên cái biểu đồ này thì em cũng nói qua là VN Index của chúng ta thì đang trong một cái biên độ sideways.
Và các anh chị có thể để ý rằng khi thị trường nó tích lũy đi ngang, nó đang trong biên độ sideways, và bất cứ một cổ phiếu nào cũng vậy thì nó sẽ có lúc tăng, lúc giảm, lúc tăng, lúc giảm, lúc tăng lên và lúc giảm mạnh. Các anh chị có thể thấy ở trên biểu đồ này, khi VN Index đi lên một nhịp, nó có một biên độ tích lũy đi ngang. Vì nó ở trong cái biên độ sideways nhá, thì nó sẽ có những cái lúc nó điều chỉnh giảm điểm, sau đó nó lại kéo tăng. Kéo tăng xong nó lại tích lũy, tích lũy rồi nó lại giảm điểm. Đấy. Nên là những cái phiên giảm như thế này, các anh chị, trong một quá trình sideways nhá, em thấy đây là một cái yếu tố vận động bình thường của thị trường. Đây, anh chị đó có thể thấy nó lại đi lên này, rồi nó lại tích lũy. Tích lũy thì cũng không thể tránh nổi những cái phiên giảm điểm như này. Đấy. Đây là cũng là những cái phiên giảm điểm rất mạnh, mất đến 20,71 điểm. Phiên này thì mất đến 29,74 điểm. Hôm nay chúng ta mất đến 25 điểm. Đấy. Đây, có rất nhiều phiên, phiên này thì mất đến 38,18 điểm. Nhưng cuối cùng thì các anh chị có thể nhìn thấy thị trường về trung hạn, về dài hạn nó vẫn đang ở trong cái quá trình uptrend. Đấy. Như em hay nói ở những cái video ấy thì xu hướng nó là bạn. Đây, các anh chị có thể thấy thị trường của chúng ta nó đang đi lên trong một cái quá trình uptrend. Nó không phải là đã gãy, đã bị downtrend, nên chúng ta cũng không nên quá lo lắng về những cái việc giảm điểm ngắn hạn của thị trường. Thứ nhất, nó ảnh hưởng đến cái thị trường chứng khoán thế giới. Thì em cũng kỳ vọng ngày mai cái thị trường chứng khoán thế giới, các anh chị có thể nhìn thấy này, đến thời điểm này thì cái thị trường chứng khoán ở châu Âu nó bắt đầu đã có những cái dấu hiệu khởi sắc đây rồi. Có thị trường chứng khoán của Tây Ban Nha đã tăng lên được 159 điểm rồi. Thị trường chứng khoán của Ý là tăng đến 300 điểm rồi. Đấy, thì các anh chị có thể thấy cái thị trường chứng khoán của các nước trên thế giới nó đã bắt đầu có những cái tín hiệu khởi sắc lên rồi. Tuy nhiên, cái thị trường Dow Jones của Mỹ thì nó đang bị giảm khá là mạnh, giảm gần 800 điểm. Còn nói về đến cái mặt hàng hóa, tất cả các nhóm ngành mà đang được hưởng lợi, các nhóm ngành đang được hưởng lợi như em nói thì nó bao gồm cái nhóm ngành của nước khí đốt này, là dầu khí này, nhóm ngành của kim loại này, nhóm ngành của hóa chất là những dòng phân đạm ấy, là đang được hưởng lợi. Rồi nhóm ngành vận tải bán lẻ thì hôm nay có một vài mã nó bị bán rất mạnh này. Đây thì có bốn cái nhóm ngành này, dầu khí, kim loại, vận tải, hóa chất là những cái nhóm ngành nó đang được hưởng lợi. Đấy. Thì các anh chị có thể thấy những cái giá cả của nó tăng liên tục, tăng phi mã. Hôm nay cái kim loại nó tăng mạnh quá, và nó còn phải đóng cửa, cái sàn nó đóng cửa cơ. Đấy. Thì hôm nay em có đọc được cái tin tức đó, nó tăng quá mạnh và cái sàn giao dịch ấy, nó phải đóng cửa. Đấy. Thì chúng ta cũng kỳ vọng những cái mặt tích cực của thị trường chứng khoán thế giới nó sẽ tác động đến cái tâm lý của nhà đầu tư, để ngày mai chúng ta mở phiên có một cái kịch bản tốt hơn. VN Index hiện nay thì nó cũng đã rơi xuống cái vùng hỗ trợ của nó rồi, hỗ trợ ở mốc 1470. Thì ngày mai có hai kịch bản có thể xảy ra. Đây, các anh chị có thể thấy này, thứ nhất là một kịch bản nó có thể kéo tăng luôn ngay từ đầu, một kịch bản nhá, nó có thể kéo tăng luôn để che phủ luôn cái phiên ngày hôm nay, giống như cái phiên ngày mùng 6 tháng 12 này, cũng như giống cái phiên sau ngày 14 tháng 12, tức là ngày 15 tháng 2. Ngày 14 tháng 2 thì nó cũng tương tự như phiên hôm nay, ngày mùng 8 tháng 3, nó cũng bị giảm đến 29,75 điểm. Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 2 là nó đã kéo lại ở mốc 20,79 điểm. Đấy, nó bao phủ toàn bộ luôn, gần như hết cái cây nến giảm điểm ngày hôm trước.
Đấy, các anh chị có thể đấy, đấy là một kịch bản nhá. Kịch bản thứ nhất là nó sẽ xảy ra như thế. Kịch bản thứ hai, thị trường có thể xảy ra đó là giống như cái phiên này, một phiên nó sẽ mở gap và mở cửa đây, cái đoạn gap của nó đây, nó sẽ mở gap, nó đè chỉ số, nó mở gap đè chỉ số để cho các anh chị cảm thấy hoang mang và sợ hãi đến tột đỉnh và lôi cổ phiếu của mình ra để bán. Và cuối cùng thì tổ chức họ những cái lực cầu bắt đáy vào để nó kéo thị trường đi lên. Đấy, có những cái kịch bản như thế. Và có một cái kịch bản nữa em có thể nói trước, là một cái kịch bản nữa là thị trường nó bị sẽ bị giảm điểm xuống cái mốc này. Nhưng mà em cũng không hy vọng cái kịch bản này nó sẽ xảy ra, bởi vì khi thị trường bị thủng xuống dưới này thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian để nó đi lên. Đấy, xuống một mốc 1431 đến 1400, 1440 đấy, thì cái kịch bản thứ ba là thị trường nó sẽ bị giảm xuống cái hỗ trợ này. Đấy, thì ngày mai để chuẩn bị tốt cho cái ngày mai, chúng ta sẽ theo dõi thị trường và xem thị trường nó sẽ rơi vào những kịch bản nào. Trong gần cuối phiên chiều nay thì em cũng đã nhắn lên nhóm cho mọi người những cái cổ phiếu nào chúng ta có lãi thì chúng ta nên hạ tỷ trọng và chốt lãi. Đấy, còn những cái cổ phiếu nào mà trong ngắn hạn chúng ta bị lỗ, chúng ta chưa thoát ra được thì chúng ta bắt buộc phải cầm nắm thôi. Phải cầm nắm những cổ phiếu đấy để vượt qua những cái giai đoạn khó khăn của thị trường nếu chúng ta không cắt lỗ được. Đấy, thì các anh chị có thể đấy, thì ở đây là một cái hỗ trợ của nó rồi. Mai hy vọng, em hy vọng cái kịch bản đẹp nhất ấy là nó có thể nhúng xuống một chút rồi sau đó nó kéo ngược lại như này, kéo ngược lại đến đây là một cái kịch bản đẹp nhất. Đấy, vì sao hôm nay em nhắn tin cho mọi người là nên chốt lãi, bởi vì em thấy cái thị trường nó khá là xấu, bởi vì nó đang vận động ở dưới MA20 với một cái biên độ hẹp, và cái đường đây, cái dải Bollinger này nó đang mở mở band đi xuống này, anh chị có thể thấy đây, đây là cái dấu hiệu mở band của nó này, nó đang bị co thắt trong một cái biên độ hẹp như này nhá. Cái file của em nó có cái màu đỏ và nó còn có một cái tín hiệu báo là thị trường sẽ đi xuống này. Đấy, tín hiệu này nó chỉ xuất hiện khi cái đường band này nó bị co lại, nó co thắt lại với biên độ hẹp đấy, thì nó sẽ có một cái tín hiệu để nó báo này. Thứ hai là cái band dưới này, nó đã mở ra rồi đấy, thì đây cũng là một cái dấu hiệu xấu trước khi nó giảm điểm. Nó đang ở VN Index, nó đang ở đây cơ, thì em đã nhìn thấy cái band band dưới này nó mở ra rồi. Thì mình cũng nhắn tin đến mọi người là ai mà không cầm trong tay những cổ phiếu của các nhóm ngành nước, khí đốt, chính là dầu khí, kim loại, hóa chất, vận tải, thì chúng ta nên hạ tỷ trọng và chốt lời những cái mã nào đang lãi. Đấy, thì mai thị trường nó sẽ có thể xảy ra ba kịch bản như thế, các anh chị chuẩn bị, để các anh chị có thể chuẩn bị trước cho mình để đưa ra những cái phương án mà mình xử lý các cái cổ phiếu của anh chị nhé. Thì em hy vọng hôm nay cái thị trường thế giới nó cũng sẽ có những cái phiên mà nó tăng điểm để có những cái tâm lý tốt, tạo ra những cái tâm lý tốt cho anh chị em nhà đầu tư ở Việt Nam. Tiếp theo thì em sẽ đi phân tích một vài cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí. Dầu khí, cái cổ phiếu như BR hôm nay thì nó cũng chịu cái áp lực giảm điểm chung với thị trường thôi, thì nó cũng đang quay lại để nó test lại cái vùng nền mà nó mới xây. Nền này tuy nó hơi lỏng nhưng về xét về mặt vận động ấy, thì cái cổ phiếu này nó giảm điểm chung với thị trường, do yếu tố thị trường chung giảm điểm nên 80% các cổ phiếu nó sẽ bị giảm điểm theo. Thì cái cổ phiếu BR này nó cũng là một cái cổ phiếu bị chốt lãi trong cái hôm nay, và bán bị bán đi do những người có tâm lý hoảng loạn về thị trường giảm điểm.
Đấy thì hôm nay các anh chị có thể thấy cái khối lượng của nó thì nó cũng là khối lượng thấp và cũng gọi là mức giảm điểm thì nó xấu thôi, nhưng mà về mặt khối lượng thì là nó tích cực. Đấy. Các anh chị nào có cầm nắm cổ phiếu thì mình đặt ra các mức chặn lãi cho mình. Các mức chặn lãi của anh chị. Ví dụ các anh chị mua ở dưới vùng này thì lên đến đây nó giảm thì các anh chị có thể đặt chặn lãi ở đây. Chúng ta nếu nó giảm xuống nó thủng M20 thì chúng ta bán, còn nếu nó không vi phạm thì chúng ta vẫn cứ cầm. Cổ phiếu của OI, cổ phiếu của OI hôm nay thì cũng chịu cái áp lực giảm điểm chung với thị trường. Tuy nhiên các anh chị phải nhìn vào cái khối lượng của nó. Hôm nay nó giảm điểm thì cũng 3,24%. Nhưng mà cái khối lượng thì nó là tương đối thấp, dưới mức trung bình thì nó cũng đang về test lại cái vùng hỗ trợ của nó thôi. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi những cái vận động ngày mai. Nếu chúng ta mua được cái cổ phiếu ở vùng giá tốt thì chúng ta sẽ vẫn yên tâm cầm nắm, còn không thì các anh chị có thể tùy ý để mình chốt lãi cổ phiếu nhé. Cổ phiếu của PET. Đấy, cái cổ phiếu của PET là một cổ phiếu của dòng bán lẻ. Nó là tổng hợp dầu khí nhưng mà nó là thuộc dòng bán lẻ. Thì hôm nay cái cổ phiếu này nó thời gian vừa qua nó đã tăng một mức là rất là nóng rồi. Nó tăng đâu đó cũng rơi vào khoảng gần 50% rồi. Thì các anh chị có thể thấy khi một cổ phiếu mà nó tăng nóng như thế này thì cái áp lực điều chỉnh của nó là rất lớn. Vì thế những cái anh chị nào mà mua ở đây thì sẽ chịu một cái áp lực tâm lý giảm điểm. Em gọi là rất khó khăn ở cái giai đoạn này đấy. Bởi vì nếu chúng ta cố chấp mua ở những điểm mua chênh vênh thì đến nay chúng ta cũng sẽ giảm được khoảng 10% trong vòng có 1, 2, 3, 4 năm. T5 về là giảm mất 10%. Đấy. Vì thế chúng ta không nên mua những cái điểm mua như thế này. Anh chị có thể nhìn thấy nhá. Rút kinh nghiệm lần sau không mua những điểm mua như thế nữa. Còn cổ phiếu của Paul thì em đánh giá Paul nó là một cái cổ phiếu hôm nay nó đi chung với dòng điện cũng khá tích cực. Tuy nhiên thì cái mức tăng điểm của cổ phiếu Paul này nó giai đoạn này là nó cảm thấy là nó đang yếu rồi. Thì khi nào mà cổ phiếu nó lật lên được cái đường MA20 này, nó vận động tích lũy ở trên đường MA20 này thì chúng ta mới chú ý lại cái cổ phiếu này. Bởi vì cổ phiếu nó cũng xuất hiện cũng vài phiên test cung rồi, tuy nhiên thì nó vẫn loanh quanh ở dưới và nó chưa đi lên được. Thì những cái cổ phiếu này em nghĩ là chưa nên mua mới. Đấy. Chúng ta sẽ đi qua một vài mã cổ phiếu nữa của dầu khí PVC. PVC tăng rất là tốt. Thì cổ phiếu này cũng không có điểm để tham gia đâu. Tham gia rất dễ dính phải những phiên điều chỉnh ngắn. PVD. PVD thì cũng hôm nay cũng gặp cái áp lực rồi, áp lực bán. PVT thuộc dòng vận tải hôm nay cũng gặp cái áp lực điều chỉnh chung với thị trường và những cái điểm mua nó tăng nóng thì nó phải điều chỉnh mạnh thôi các anh chị. Đây là một cái vận động bình thường của cổ phiếu nhá. Thì hôm nay cái khối lượng thì nó cũng chỉ trên mức trung bình một chút. Những cái cổ phiếu này muốn mua được thì phải đợi nó cân bằng lại, nó cân bằng lại thì chúng ta mới mua những cổ phiếu này nhá. PVS cũng vậy, cũng chịu áp lực điều chỉnh chung với thị trường chung và với cái khối lượng bán ở đây là dưới trung bình. Thì ai cầm nắm những cổ phiếu này thì em nghĩ là chúng ta vẫn cứ yên tâm cầm nắm thôi, bởi vì những cổ phiếu này đã có dòng tiền đi vào rồi thì chúng ta vẫn cứ cầm nắm những cổ phiếu này thôi nhé. Đấy. Tiếp theo là sẽ đi phân tích vào cổ phiếu của nhóm hóa chất và nhóm thép. Đầu tiên là DGC. DGC thì các anh chị có thể thấy cái cổ phiếu như cổ phiếu hóa chất Đức Giang này, chúng ta đã nhìn thấy một cái phiên, đây là phiên phân phối của tổ chức này, chúng ta đã nhìn thấy một phiên phân phối của tổ chức rồi nhá. Còn đây gọi là một phiên shake out, khi tổ chức họ đánh lên thì từ dưới vùng đáy đi lên thì lên đây cũng đã được 34% rồi, thì người ta cũng phân phối ở tại một cái điểm này. Thường thì những cái cổ phiếu mà khi đi lên xuất hiện từ 3 đến 5 phiên phân phối của tổ chức thì cổ phiếu đó sẽ chuẩn bị hết cái chu kỳ để chạy lên tới đỉnh. Đấy. Thì hiện tại chúng ta mới chỉ thấy một phiên phân phối của cổ phiếu DGC thôi. Thì anh chị nào cầm nắm thì mình có thể chú ý.
Để nói về cổ phiếu, nếu mà cổ phiếu có phiên phân phối nó có thể chết chưa thì như em vừa nói nó chưa chết, nó sẽ có thể, nó sẽ phải phải nhá, phải và thường xuyên nhá. Thường xuyên em thấy ở những mã cổ phiếu là nó sẽ xuất hiện từ 3 đến 5 phiên phân phối thì cổ phiếu lúc đấy về hết chu kỳ. Đấy. DPM, DPM các anh chị cũng có thể thấy cái phiên này. Phiên này cũng là một cái phiên phân phối này, phiên màu đỏ giảm điểm này. Đây cũng là một phiên sell out nhé, một phiên sell out của cổ phiếu nhé. Và hôm nay em đánh giá hôm nay là cũng là một cái phiên tổ chức người ta phân phối cái cổ phiếu này. Đấy. Hôm nay cổ phiếu này thì đã xuất hiện hai phiên sell out rồi, bởi vì nó đã chạy quá nóng từ dưới lên trên này rồi, cũng được 60%, 60% là cổ phiếu chủ tổ chức người ta đã phân phối dần rồi. Đấy. Các chị cầm cổ phiếu thì để ý cái dòng tăng nóng như dòng dòng đạm này, dòng đạm này thì chúng ta nếu mà chúng ta cảm thấy mức chặn lãi mà tốt ấy, tốt nhất là các anh chị nên đặt mức chặn lãi trong VPS, trong cái app của VPS ấy. Đợt này thì có một cái ứng dụng, một cái gọi là một cái lệnh order sẽ, ví dụ chúng ta đặt mức chặn lãi ở mức giá 61 đi, 61.4 đi, thì chúng ta sẽ đặt lệnh là nếu nó giảm qua mức 61.4 thì bán tất tay luôn, hoặc là bán với số lượng cổ phiếu bao nhiêu thì tùy các anh chị đặt. Các anh chị có thể sử dụng app VPS để sử dụng những cái lệnh đặt chốt lãi như vậy hoặc là cắt lỗ như thế. Đấy. Thì nó đỡ bị rủi ro khi thị trường giảm mà chúng ta không có thời gian chúng ta theo dõi. Đấy. DKM này, DKM cũng thế, hôm nay cũng là một cái phiên phân phối của tổ chức này. Đấy. Nó cũng xuất hiện hai phiên rồi. Cái cổ phiếu này nó chạy cũng tương tự như cái cổ phiếu của DPM thì nó cũng đã xuất hiện hai cái phiên để tổ chức người ta phân phối bán hàng rồi. Đấy, các chị cầm nắm thì cũng chú ý những cái cổ phiếu này. Tiếp theo thì em sẽ đi phân tích vào cái dòng dòng thép nhé. Đầu tiên là HPG. HPG thì hôm nay cũng gặp cái áp lực chung của thị trường để giảm điểm. Tuy nhiên cái cổ phiếu này nó giảm 3%. Đấy, nó dao động từ 1 đến 3%. Và phiên hôm nay các anh chị để ý này. Phiên hôm nay là một cái phiên T3 của phiên nổ của dòng thép này về này, Hòa Phát này. Anh chị có thể thấy này. Cái phiên hôm đấy là nó với cái khối lượng là 76 triệu cổ phiếu được bán, được giao dịch nhé, được khớp lệnh. Mà hôm nay phiên T3 về nó chỉ giảm 3,23%. Thì điều đó chứng tỏ rằng một việc đó là ngày hôm nay tổ chức người ta sẵn sàng mua lại cổ phiếu của anh chị với một mức giá cao gần gần bằng mức giá tăng trần hôm trước nhá. Đấy, đến cuối em thấy những cái cổ phiếu của thép này nó giữ giá trong phiên rất là tốt. Đến cuối cùng cái khoảng sau 2 giờ ấy thì nó chịu cái áp lực chung của thị trường thì cái khối lượng của nó về lớn hơn mức trung bình như này. Còn không thì trong phiên nó có yếu tố đỡ giá rất là tốt, tổ chức họ sẵn sàng hấp thụ lại những cái lượng hàng của anh chị bán ra. Đấy, cổ phiếu thép em thấy là cũng còn những cái dư địa để chúng ta có thể mua để chúng ta đánh những cái giai đoạn tiếp theo. HSG thì nó yếu hơn cổ phiếu của Hòa Phát. Đấy, nó giảm thì giảm gần bằng cái mức mà hôm trước là mua. Thì ai mà đu giá trần hôm trước, đu giá gần trần ấy, thì hôm nay là không có lãi. Cổ phiếu này thì nó yếu yếu hơn cái cổ phiếu của Nam Kim. Đấy, các anh chị có thể thấy không? Cổ phiếu HSG nó yếu hơn của Nam Kim. Nam Kim này, yếu tố đỡ giá của tổ chức này. Anh chị có thể thấy hôm nay thị trường giảm mạnh như này mà tổ chức họ đỡ giá Nam Kim chỉ giảm 2,58%, đã có lúc trong phiên nó còn tăng lên mức giá xanh và giữ vững ở mức tham chiếu rất là lâu. Đấy. Thì các anh chị có thể thấy những cái cổ phiếu mạnh như thế này thì chúng ta phải canh những cái điểm mua để chúng ta mua, chúng ta đánh những giai đoạn tiếp theo, chúng ta xem những cái vận động của nó. Đây em đánh giá thấy đây là cái vận động của tổ chức người ta đã đỡ giá. Có thể những cái phiên sau cổ phiếu nó có thể quay lại lấp gáp ở cái vùng này, lấp gáp ở cái vùng giá này. Đây.
Các gap sinh ra là để lấp lại mà, những cái lúc điều chỉnh nó rất dễ nó quay về lấp gap ở mức 46.8 đến 47.6. Thì anh chị nào mà muốn mua những cái cổ phiếu mạnh thì chúng ta có thể canh nó rơi xuống những cái điểm này chúng ta mua. Đấy, còn không các anh chị cũng phải theo dõi vận động nó thường xuyên thì chúng ta mới có những cái điểm mua hợp lý. Đấy, cổ phiếu Nam Kim anh em đánh giá rất cao đối với cái dòng thép. Tiếp theo là em đi phân tích một vài mã cổ phiếu bất động sản. Bất động sản hôm nay thì thị trường chung giảm điểm, thì vô hình chung những cái mã này nó gặp những cái áp lực bán rất mạnh và cổ phiếu sale này giảm đến 7,86%. Trước đó thì những cái vận động của nó là tương đối là tích cực. Tuy nhiên thì hôm nay do thị trường chung giảm điểm mà cái cổ phiếu nó cũng đang vận động trong cái biên độ sideways. Khi cổ phiếu vận động trong một cái biên độ sideways tích lũy thì nó rất dễ tăng, dễ giảm. Nó tăng lên rồi nó lại giảm xuống, tăng lên nó lại giảm xuống. Đấy, thì nó cũng đã rơi xuống cái vùng nền giá của nó rồi, vùng hỗ trợ của nó rồi. Thì chúng ta hãy chờ đợi những cái vận động ngày mai thôi. Vì cái cổ phiếu này nó rơi như thế này hôm nay thì cũng không có những cái điểm mua để các anh chị vào mua những cổ phiếu như này đâu. Chúng ta phải chờ đợi những cái vận động tiếp theo của nó. Nó là bị cái áp lực giảm điểm chung của thị trường. Hôm nay thì cổ phiếu CII nó cũng đã chạm xuống cái đường MA20 rồi. Ngày mai khả năng nó sẽ có những cái nhịp hồi của cổ phiếu đi lên. Bởi vì cổ phiếu này cũng chưa có gì tăng cả. Thế nên bảo để nó phân phối hay nó bán hàng thì cũng không có. Đây chỉ là những cái áp lực giảm điểm chung với thị trường thôi. Đích thì hôm nay nó lăn ra sàn với khối lượng lớn. Đây khối lượng nó cũng gọi là các anh chị mua và bán tháo. Có thể những anh chị nào mà mua ở những cái phiên này, hôm nay thấy nó giảm mạnh quá, quay ra bán cổ phiếu. Đấy, các anh chị có thể bắt đáy được ở đây. Đấy, hoặc là các anh chị có thể mua được ở đây. Thì các anh chị hôm nay quay ra bán những cổ phiếu này. Chứ cái cổ phiếu này vận động trước đó nó rất là tích cực, nó không có gì xấu cả. Vì thế em đánh giá nó không có những cái gọi là sự thoát hàng của tổ chức ở đây. Đây chỉ là cái áp lực chốt lãi của anh chị em nhà đầu tư đã bắt được đáy của cổ phiếu. Cổ phiếu của Đất Xanh. Đấy, các anh chị có thể thấy cái cổ phiếu của Đất Xanh này, nhìn về mặt giá cả nhá, thì hai hôm nó đã giảm đến gần 9% rồi. Tuy nhiên thì chúng ta có thể nhìn về mặt khối lượng. Khối lượng thì nó đây không phải là những cái khối lượng về bán tháo đâu nhá. Đây là cái khối lượng mà nó chỉ gọi là những cái anh chị nào mà mua được ở đây thì anh chị hôm nay thấy giảm điểm mạnh quá, các anh chị chốt lãi. Thì vô hình chung cái cổ phiếu này nó đã tìm về cái đường MA20. Đường MA20 là cái mức hỗ trợ rất mạnh của cổ phiếu. Thì chúng ta hãy chờ đợi những cái cổ phiếu này ở những phiên ngày mai. Cổ phiếu Đất Xanh này em vẫn nói đi nói lại, nó chưa có pha chạy nước rút. Vì thế cái dư địa tăng giá của nó vẫn còn lớn. Vẫn còn lớn nhá. Các anh chị nào mà cầm đánh trung hạn ấy, chúng ta có thể đánh. Đánh trung hạn đi. Chứ những cái cổ phiếu này nó không phải là cổ phiếu hàng nóng, không phải là cổ phiếu hàng lái để chúng ta có thể đánh trong ngắn hạn được. Đấy, các anh chị lưu ý, chúng ta mua cổ phiếu nào thì chúng ta phải xác định được nó là cổ phiếu đầu tư trong trung hạn hay là ngắn hạn. Như cổ phiếu HAR hôm nay thì nó cũng chịu tác động chung với thị trường. Thì sáng nay cổ phiếu này về thì em cũng đã nhắn các anh chị em khách hàng là chúng ta chủ động để chốt lãi. Bởi vì mua những cái cổ phiếu nóng này thì chúng ta chỉ đánh ngắn T3 thôi. Nếu thị trường nó đẹp thì chúng ta có thể cầm nắm. Nhưng mà hôm nay thị trường nó xấu thì chúng ta có thể bán chốt lời, đem lợi nhuận đấy đút vào túi của mình. Đấy, thì cái cổ phiếu nó vẫn cũng đang vận động ở trong cái biên tích lũy thôi. Nếu mà nó có những cái vận động đẹp thì chúng ta lại tiến hành mua cái cổ phiếu này khi thị trường nó có những cái dấu hiệu tích cực. Đấy, cổ phiếu hút thì thực ra họ đánh là không để cho chúng ta mua được. Đấy, cổ phiếu nó cứ tăng như thế này thì rất là khó để mua, khó có một cái điểm mua an toàn, trừ khi các anh chị cầm ở đây. Các anh chị có thể cầm luôn từ đây đến đây cũng được. Đấy, cũng được 60% rồi. Cổ phiếu tăng từ vùng nền giá 60% rồi
thì cũng là rất là rủi ro nếu anh chị mua liều. Thì ở đây cũng có một phiên phiên gọi là phiên check out đây. Đấy, từ trước họ bán hàng. Đấy. Thì các anh chị cũng phải để ý khi họ đã có xuất hiện những một phiên này thì họ cũng sẽ kéo lên tiếp để đánh một vài phiên nữa. Nhá các anh chị nhá. Thì hôm nay em chỉ đi phân tích qua những cái vận động của những cái dòng cổ phiếu, những cái dòng cổ phiếu thuộc các nhóm ngành tích cực, những dòng cổ phiếu như bất động sản hôm nay nó bị bán với áp lực rất lớn, với mức độ giảm điểm, giảm phần trăm rất lớn. Tuy nhiên thì xét về mặt khối lượng thì những cái cổ phiếu đấy nó vẫn đang là trong một cái biên độ nó sideways thôi, thì chúng nó sẽ có tăng và nó sẽ có giảm. Vì thế chúng ta cầm nắm cổ phiếu nào thì chúng ta sẽ chú ý những cái cổ phiếu đó. Còn các anh chị mà muốn hỏi em về cổ phiếu nào, cổ phiếu riêng lẻ nào, thì các anh chị có thể liên hệ với em qua số Zalo đang chạy ở dưới màn hình để em có thể hỗ trợ tư vấn cho các anh chị. Và những anh chị nào chưa có người tư vấn, chưa có người hỗ trợ trong quá trình đầu tư thì các anh chị có thể liên hệ với em để vào Zoom khách hàng của em với cái điều kiện rất là đơn giản, đó là gắn ID của em Z351 cũng như có tài khoản ở VPS để em có thể hỗ trợ các anh chị một cách tốt nhất và nhanh nhất ở ngay tại trong phiên nhé các anh chị nhé. Chúc các anh chị đầu tư thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.